Cách thức suy nghĩ của con trai và con gái quả nhiên không giống nhau. Cô ấy quan tâm là cuộc sống, còn anh để ý là phương diện của cuộc sống. Trước khi cô khiến anh động tâm, cô đừng hòng động vào một sợi tóc của anh. Sảng khoái, anh đang lo lắng bản thân thỏa mãn không nổi cô ấy. Lần này có thể đem hòn đá bỏ vào tâm rồi. Tần Minh Nguyệt nhịn không nổi chửi thầm trong nội tâm. Lần này vậy mà không có ý kiến gì với anh, chẳng nhẽ vẻ ngoài hại nước hại dân của anh mất tác dụng rồi, vậy hai người đành mỗi người một ngả đi. Khiến anh không nghĩ đến là, đợi anh về đến nhà, số 18 xem mắt vậy mà lại ở cửa nhà của anh đem toàn bộ lễ vật tất cả đem trả về hết rồi. Gương mặt tươi cười của cô ấy phút chốc hóa đá, trên đời sao lại có người nam nhân ngu xuẩn đến như vậy, quả thật đúng là một đi đi lớn. Hôn sự của chúng ta, mấy người tốt nhất là đừng nghĩ nữa. Cô đến ngay cả gót chân sau của tôi cũng không xứng đáng. Tạm biệt. Người con gái này là học thay mặt sao? Hồi nãy thái độ đâu phải như này. Được rồi, mọi người không cần phải lo lắng cho con nữa. Con kết hôn rồi. Sao cơ, con không phải vẫn luôn không có bạn gái sao? Anh lấy ra chứng nhận kết hôn bày ra trước mặt bà ấy. Con không phải là đang lừa mẹ đấy chứ? Mọi người không cần lo lắng, cô ấy là cô gái cá tính con quen lúc nhập ngũ, không tiện công khai. Thì ra là như thế, bao giờ thì đem về cho mẹ xem mặt. Được thôi, con với cô ấy thương lượng đã. Vậy được rồi, Tiểu Đinh, vậy con hôm nay qua đó sống với cô ấy đi, hôm nay là đêm tân hôn của hai đứa. Phải chăm sóc cô ấy thật tốt hiểu chưa hả? Đêm tân hôn, anh sao lại không nghĩ đến vụ này nhỉ? Được được được, vậy mọi người chăm sóc tốt cho bản thân. Có chuyện gì cứ gọi điện cho con bất kể là lúc nào đi nữa. Trước khi ra khỏi nhà, mẹ anh dúi vào tay anh một tấm thẻ. Mẹ làm gì thế? Trong thẻ này có 6 vạn tệ, con cầm lấy mà đi mua cho người ta vòng cổ, nhẫn kim cương. Anh biết rằng đây là tiền mà mẹ dùng để dưỡng lão. Nhớ là mau chóng đưa về đây cho mẹ xem. Con biết rồi. Anh bỗng nhiên cảm thấy rất áy náy, mẹ anh mà biết anh và Tần Minh Nguyệt là kết hôn đối phó khẳng định sẽ chịu không nổi, anh không còn cách nào giải thích, chỉ có thể tìm chỗ ở trước. Anh dựa theo thông tin của Tần Minh Nguyệt tìm đến tiểu khu Vân Sơn thư ý, bỗng nhiên chợt nhớ ra Tần Minh Nguyệt chỉ nói 1701 không có nói là tòa nhà nào. Anh gọi điện thoại cho Tần Minh Nguyệt. Tiểu thư Tần, cô nói là tòa nhà B. Anh nhất thời kinh ngạc. Chưa bói đã biết sao? Tần Minh Nguyệt vừa tắt điện thoại, một cô gái liền đem tâm tư ghé qua. Chị, có phải chồng chị không? Tần Minh Nguyệt lạnh lùng lướt qua giống như một tia sét. Tần Nhược Hàm rất hiếu kỳ, rốt cuộc là vị dũng sĩ nào mà lại có thể có dũng khí cưới chị gái có chứng chán ghét nam nhân. Anh cuối cùng cũng tìm được phòng rồi, căn phòng rộng hơn 200m², có 4 phòng ngủ và 3 phòng khách. Nếu còn không phải là do ông nội của anh ta ép hôn, anh ta muốn dùng căn phòng này để sống một túp lều tranh hai trái tim vàng, e sợ rằng căn phòng này là để bản thân cô độc đến già rồi. Pay pay pay, tôi không hề phải là loại ăn bám đâu, chỉ là tìm một cô gái cùng nhau qua ngày là được rồi. Đột nhiên bụng đánh trống lên, nhanh chóng đi đến phòng ăn tìm cái gì đấy lấp đầy bụng nào. Giỏi thật đấy, nắm chỉ không có lấy búa về lấp đầy bụng à. Anh nhanh chóng đi đến trung tâm thương mại ở bên dưới của tiểu khu làm một phiên tích trữ đồ ăn cho ngày tận thế. Tần Minh Nguyệt 9 giờ hơn sau khi tan họp liền đi lên một chiếc xe Bentley, tài xế lái xe đưa cô ấy đến biệt thự Trang Viên. Dừng xe. Sao thế Tần Tổng, quay đầu đi Vân Sơn thư ý. Cô ấy vừa mới chợt nhớ ra, ông nội nói rồi không sinh con không cho cô ấy quay trở về biệt thự Tần gia. Anh mồ hôi nhễ nhại mua đồ quay trở về đã là 10 rưỡi nửa đêm, cởi bỏ quần áo liền đi về phía phòng tắm. Ngay giây phút anh mở cửa, anh sững người, đôi mắt bỗng nhiên mất đi khả năng chớp mắt, Tần Minh Nguyệt đang ở trong bồn tắm tắm rửa. Còn chưa nhìn đủ sao, cẩn thận tôi đứng dậy chọc mù mắt cậu. Thật ngại quá Tần tiểu thư, tôi không biết cô trở về rồi. Anh vừa ra khỏi cửa liền chút nữa thiếu oxy ngất xỉu trên mặt đất. Anh đường đường là bác sĩ nam phụ khoa, vậy mà lại đối với thể loại băng sơn này sản sinh ra phản ứng quả thực là kỳ tích. Lúc này, Tần Minh Nguyệt cũng nhanh chóng che chắn ngực. Tuy rằng anh không hề biểu hiện ra dáng vẻ bỉ ổi nhưng cô ấy vẫn cảm thấy rất ghê tởm. Cô ấy căn bản không tin trên thế giới này có động vật không có ham muốn. Đợi Tần Minh Nguyệt bước ra phòng khách, anh ngồi trên ghế sofa không thể kìm nén nổi sự căng thẳng. Tần tiểu thư, sau này cô tắm xong có thể nào mặc cái gì đó bên trong không? Cũng chính vì tôi là bác sĩ phụ khoa mới không đến mức chảy máu mũi. Tần Minh Nguyệt mặc bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng như cánh ve sầu, cô ấy lạnh lùng hừ một tiếng. Tôi làm sao mà biết anh sẽ ngồi ở phòng khách hóng tôi chứ? Tôi chính là thích cuộc sống vô lo vô nghĩ. Trong căn phòng bỗng dưng thêm cậu một người đúng thật là khó chịu. Được rồi, tôi lập tức trở về phòng.
Anh vừa quay người liền nghe được đằng sau lưng tiếng xì hơi, quay đầu lại nhìn, Tần Minh Nguyệt vậy mà lại đau khổ ngồi xổm dưới mặt đất. Cô làm sao vậy? Nhìn trán cô ấy toát ra mồ hôi lạnh, anh nhanh chóng mang cô ấy bế lên trên ghế sofa. Đừng động vào tôi. Khẳng định cô là do thói quen ăn uống bất thường dẫn đến viêm dạ dày ruột cấp tính. Tần Minh Nguyệt run nhẹ, ngày đầu tiên sống chung anh ta vậy mà lại biết tật xấu của cô. Anh nhanh chóng ma sát hai tay. Anh làm cái gì vậy, muốn chết sao? Tôi giúp cô làm dịu cơn đau chứ sao? Nội tâm có chút nghi hoặc, một cô gái trông xinh đẹp như thế, vậy mà không thể có chút giống con gái sao? Anh không phải bác sĩ phụ khoa sao, còn biết xử lý những cái này. Tần Minh Nguyệt đột nhiên có một loại cảm giác ấm áp, sau vài vòng phần bụng đau và lạnh bỗng nhiên thoải mái hơn nhiều rồi. Cậu đây là dùng thủ pháp gì? Bấm huyệt cửu dương, có thoải mái hơn chút chưa? Mau bỏ tay của cậu ra, đã không còn đau nữa rồi. Tôi là chồng của cô lại đang chữa bệnh cho cô không nên bài xích tôi đến vậy chứ. Tần Minh Nguyệt lạnh lùng hừ một tiếng. Tại vì sao sự sinh sôi của nhân loại nhất định phải có hành vi nam nữ chứ? Những người phụ nữ khác chẳng nhẽ cũng không cảm thấy như này rất không thoải mái sao? Anh lười chẳng thèm để ý đến cô ấy. Tôi đi nấu mì cho cô ăn, nhớ cho rõ sau này đừng có để bụng đói rồi tăng ca. Anh đây được coi như là bác sĩ dặn dò hay là chồng căn dặn? Chuyện này rất quan trọng sao? Tần Minh Nguyệt có chút kinh ngạc. Tức là do cậu mua, phòng bếp của cậu so với mặt cậu còn sạch hơn. Không phải tôi mua chẳng nhẽ từ trên trời rơi xuống sao? Mì trứng gà của tôi để ở trên bàn, dạ dày của cô không được ăn đồ lạnh, cô tranh thủ dùng lúc còn nóng đi. Anh là đang dạy tôi cách làm việc sao? Đường đường là nữ tổng tài của tập đoàn Thiên Cương, ai dám dạy cô cách làm việc, tôi đây là thiện ý căn dặn. Đừng có quên cô là vợ của tôi lại còn là một bệnh nhân. Cô ấy nhìn vào bát mì trứng hạ giá lại nhịn không nổi mà cau mày. Cái thứ này thật sự có thể ăn sao? Cô ăn không chết được đâu. Cô ấy thêm một cái gì đó. Không ngờ rằng cái thứ này cũng khá là ngon, thỉnh thoảng ăn một bữa chắc là không béo đâu nhỉ. Anh không nói gì, cô ấy chỉ ăn hai miệng nhỏ liền buông đũa xuống. Tôi ăn xong rồi, được chưa hả bác sĩ phụ khoa? Tôi tận tình làm đồ ăn đêm cho cô mà cô chỉ ăn hai miệng nhỏ, không ăn thì thôi. À đúng rồi, cô bao giờ có thời gian rảnh, mẹ tôi muốn gặp cô. Xin lỗi, lịch trình hàng tuần của tôi đã sắp xếp sẵn rồi. Quả nhiên muốn đưa cô vợ này về nhà đúng là nan giải mà. Đợi đã. Anh vừa quay người, Tần Minh Nguyệt vậy mà lại mang ra một cái thẻ đưa đến trước mặt anh. Đây là có ý gì? Trong thẻ này có 10 vạn, cậu cầm lấy mà tiêu đi, lần sau đừng có đồ ăn hạ giá để trong nhà nữa. Trong nhà còn thiếu thứ gì thì cậu đi sắm sửa một chút. Cô ấy giống như đang phân công việc vậy. Tôi là con trai trong căn phòng này, tôi cũng có công việc không cần cô nuôi tôi. Tần Minh Nguyệt lạnh lùng hứ một tiếng, đã kết hôn rồi mà còn trọng thanh cao, chẳng nhẽ cậu ta không phải vì tiền mặt và nhan sắc mà đến. Ngày thứ hai, anh vừa đi làm, một người phụ nữ cầm theo đơn kiểm tra đi vào. Mời cởi bỏ quần áo đứng ở trước máy. Khi nhìn thấy tên trên mẫu đơn khám sức khỏe, anh phút chốc đứng hình. Đối tượng xem mắt số 18, sao lại là cô? Kiểu kiểm tra này sao lại là bác sĩ nam? Tên nhóc cậu là đến để chiếm nghi của tôi đúng không? Muốn xem tôi sao? Nghĩ cũng đừng hòng nghĩ, tôi muốn đổi người. Số 18 ở hiện trường làm ấm ý lên. Loại sắt vụn như anh xứng đáng không tìm được vợ mà, đến đây làm việc chính là để nhìn con gái nhà người ta chứ gì? Quá bỉ ổi rồi. Có chuyện gì đây? Lúc này bác sĩ Lâm Phàm bước vào. Đây không phải là sự muội hoa khôi Trương Mỹ Lan sao? Cô phải tin tưởng bác sĩ, ở trong mắt bọn tôi nam nhân với nữ nhân thật ra cũng chẳng khác biết là mấy. Tôi pay, anh nói như hát hay, vậy nếu như anh đã nói nam nhân và nữ nhân là giống nhau, vậy anh có dũng khí cưới một người nam nhân không? Lâm Phàm tức thì vô cùng tức giận. Đổi bác sĩ nữ. Số 18 à, không là Trương Mỹ Lan, cậu quen sao? Trước đây là hoa khôi trường trung học Vân Thành. Cô ấy chính là đối tượng xem mắt thứ 18 của tôi. Một cô gái đẹp như thế vậy mà vẫn còn phải đi xem mắt. Cậu nói xem phải chăng có khiếm khuyết gì về sinh lý, cho nên mới sống chết không cho cậu giúp cô ta kiểm tra. Tôi làm sao mà biết được? Chẳng có nhẽ cô ta có bệnh nhạy cảm gì. Tôi pay, anh mới có bệnh nhạy cảm, cả lò nhà anh đều có bệnh nhạy cảm. Tôi là nữ nhân mà mấy thứ sắt vụn như mấy người cả đời cũng không có được. Mấy người đừng có mà ở đằng sau lưng tôi chua chát. Trương Mỹ Lan không nể nang gì mà khinh thương hai người, tức giận vội vàng rời đi. Tôi trước giờ chưa từng gặp cô gái nào kiêu ngạo đến như vậy, đi cùng tôi đi lấy báo cáo kiểm tra của mẹ tôi.
sau khi nhìn thấy kết quả chụp công ty anh ta run rẩy khắp người. Mẹ của anh là ung thư phổi giai đoạn cuối, lập tức cần xác định mục tiêu và hóa trị, muộn một ngày liền thêm một ngày nguy hiểm. Vậy phí điều trị cần bao nhiêu tiền? Ít nhất 30 vạn. Bác sĩ nói xong liền rời đi, Lâm Phàm nhất thời lo lắng hoang mang lo sợ. Tôi vừa đi làm 2 năm, lại còn có một cô em gái đang học đại học, lần này phải làm sao đây? Nói rồi khóc nấc lên. Đừng lo lắng, nhất định sẽ có cách thôi, thẻ này của mẹ tôi bên trong có 6 vạn. Tôi làm sao có thể dùng số tiền này chứ? Cứu người quan trọng, cậu đừng có nghĩ nhiều nữa. Nhưng tôi cũng không gom đủ 30 vạn, thêm 6 vạn hôm nay của anh thì tôi cũng chỉ có thể lấy ra 10 vạn. Nếu như tôi thật sự dùng tiền của mẹ cậu, còn không biết phải đến bao giờ mới có thể hoàn trả lại. Nhìn thấy vẻ mặt bất lực của bạn thân, anh cũng không biết phải làm thế nào. Lúc này số 18 Trương Mỹ Lan đúng lúc đi ngang qua. Jojojo, hai người đàn ông lớn xác khóc lóc mếu máo mà không sợ mất mặt sao? Trương Mỹ Lan cô im mồm, mẹ của Lâm Phàm bị ung thư đã đủ đau lòng rồi, tôi không cho phép cô đến nói lời mỉa mai như thế. Nhưng anh không thể ngờ được rằng Lâm Phàm vậy mà lại cầu cứu cô ấy. Trương Đại Hoa Khôi, tôi nhìn thấy cô ăn mặc lộng lẫy như vậy khẳng định là rất có tiền. Anh muốn làm gì? Xin cô cho tôi mượn 20 vạn, mẹ tôi bị ung thư lập tức cần trị liệu. Ha ha, anh nghĩ nhiều rồi, tôi không có tiền cho anh mượn đâu. Người nghèo đúng là đáng thương mà. Đến tiền cho mẹ mình khám bệnh cũng không có. Cô gái nào sẽ để mắt đến mấy người chứ? Lâm Phàm tức đến muốn đánh cô ta, tôi vội vàng ngăn cản. Nếu cậu thật sự đánh cô ta rồi vào tù sẽ càng không có ai gom tiền đâu đấy. Lâm Phàm sụp đổ khóc nấc lên. Cậu đừng khóc, tôi hỏi mượn thử vợ tôi vậy. Vợ của cậu? Lâm Phàm ngạc nhiên đến ngừng khóc. Cậu phải chăng gấp đến ngốc rồi không? Cậu lúc nào có vợ rồi chứ? Anh cũng không có công sức mà đi giải thích với cậu ta, trực tiếp gọi điện thoại cho Tần Minh Nguyệt. Có chuyện gì? Tần tiểu thư, tôi muốn hỏi mượn tiền cô. Nghe thấy tội gọi Tần tiểu thư, Lâm Phàm sững người rồi. Đây là vợ của cậu sao? Làm gì có kiểu xưng hô như thế? Tần Minh Nguyệt mỉm cười. Mượn tiền, ngày hôm qua tôi còn tưởng rằng bản thân đoán sai rồi cơ, tôi còn tưởng rằng cậu không phải vì tiền mới kết hôn với tôi. Không ngờ rằng hôm nay liền lộ ra đuôi thỏ rồ. Bao nhiêu? 12 vạn 8. Hôm qua tôi cho anh 10 vạn, anh không cần. Bây giờ anh tuyệt nhiên lại hỏi mượn tôi 12 vạn 8. Có được không? Không ngờ rằng Tần Minh Nguyệt trực tiếp tắt điện thoại. Không khả quan sao? Nếu như vẫn không được tôi lấy điện thoại vay vậy. Không được, vay số tiền đấy cậu sẽ phiền phức đấy. Trong lúc đang bối rối, điện thoại bỗng dưng nhận được thông tin Minh Nguyệt chuyển khoản cho bạn 20 vạn. Vãi đạn, Lâm Phàm ngây người luôn rồi, người phụ nữ này là đại phú bà sao, vay 12 vạn 8 chuyển đến 20 vạn. Anh cười mà không đáp, thoạt nhìn rất ra vẻ tên ăn bám. Nhanh chóng đi sắp xếp đi. Cảm ơn cậu, cũng thay tôi cảm ơn chị dâu. Lâm Phàm cảm động đến rơi nước mắt, đến chỗ thu phí Trương Mỹ Lan đúng lúc đang thanh toán, cô ta kinh ngạc rồi. Đám quỷ nghèo kết xác này hồi nãy suýt chút nữa quỳ gối trước cô vay 20 vạn, chớp mắt một cái đã gom đủ 30 vạn. Ha ha, cậu cẩn thận, lãi mẹ đẻ lãi con cả đời này trả không nổi. Tiền này là do vợ của Lăng Vũ cho tôi mượn, cũng may Lăng Vũ không nhìn trúng loại phụ nữ như cô, nếu không đúng là đen đủi suốt 8 đời. Cái gì cơ, vợ của Lăng Vũ, cái tên quỷ nghèo kết xác đó có thể có vợ sao, cậu cứ chém gió đi, hôm qua tôi còn đến nhà cậu ta đấy, muốn đến tát vào mặt tôi thật đúng là buồn cười. Hai người các người thật đúng là lũ sắt vụn nghèo kết xác chết cũng cần có mặt mũi. Sau khi tan ca anh lái xe đi trên đường. Trong nội tâm nghĩ mượn Tần Minh Nguyệt 20 vạn nếu như kéo dài vài năm không biết cô ấy sẽ nghĩ thế nào, bỗng nhiên không cẩn thận tức khắc bị đâm vào phải một chiếc Bentley. Mẹ kiếp, trong lòng nghĩ nếu như anh ăn vạ có khi lại chuyển thành đại phát rồi. Này anh, bạn không sao chứ? Tài xế xe Bentley tuy rằng tức giận nhưng lại e sợ rằng anh giả vờ què với hắn, nhìn thấy hai cẳng chân chảy máu anh gắng gượng đứng dậy. Tôi không sao, xin lỗi nhé. Anh nhanh chóng khập khiễng dắt xe rời đi. Nếu như bọn họ bắt anh đền thì tháng này anh coi như là đi làm trắng tay rồi. Sau khi anh rời khỏi hiện trường, Tần Minh Nguyệt từ trên xe bước xuống. Tên nam nhân này làm máy bay gì thế? Phân tâm lơ đễnh là muốn tìm chỗ chết sao? Tần Tổng có cần báo cảnh sát không? Không cần, chỉ là chuyện nhỏ thôi, cậu lái xe đi sơn lại đi, tôi đi bộ về. Tài xế ngây người ra, cô ấy vậy mà không truy cứu, là Tần Tổng, Tần Minh Nguyệt về đến nhà. Nhìn thấy anh đang xử lý vết thương ngây ra không nói một lời nào. Chẳng nhẽ người nam nhân này không cảm thấy đau sao? Anh bị làm sao thế? Không có gì,
tôi lúc về không cẩn thận đâm phải một chiếc Bentley. Đâm đến lợi hại như thế, vậy cậu khiến đối phương đền bao nhiêu tiền đây? Bồi thường cái gì chứ, người ta không bắt tôi đền là đã tốt lắm rồi. Lần này cũng tự biết là do bản thân không cẩn thận sao. Tôi mà đẩy hết trách nhiệm lên người đối phương, Tần Minh Nguyệt khẳng định sẽ rất tức giận. Cô ấy ngồi bên cạnh anh xem tình trạng vết thương, anh ở cự ly gần nhìn góc nghiêng tuyệt đẹp của cô ấy. Người thấy được mùi hương hoa lan và quế tỏa ra từ trên người cô ấy, tim anh lại rung lên mà không thể giải thích được. Cô ấy lẽ nào là tiên nữ ở trên trời rơi xuống ư? Cũng trong chính lúc này cô ấy đưa ra một ngón tay ngọc ngà, dùng lực chọc vào vết thương của anh. Anh cuối cùng nhịn không nổi hét lên một tiếng. Thì ra là anh cũng có cảm giác đau đớn sao? Cô đây không phải là phí lời sao? Tôi cũng đâu phải người chết làm sao mà có thể không cảm thấy đau chứ? Nhìn thấy dáng vẻ nổi điên của anh, Tần Minh Nguyệt chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng. Ha ha, anh bị ngốc sao? Bị thương nặng đến như thế sao lại không yêu cầu chủ xe Bentley bồi thường chứ? Tình trạng vết thương này của anh rơi xuống không quá 20 vạn là ít nhất. Tôi không phải là đã nói rồi sao? Là do bản thân tôi không cẩn thận đó, còn có thể khiến đối phương bồi thường tiền sao? Nhưng khu vực này đâu có camera đâu, ai mà biết được là anh không cẩn thận chứ? Anh thật ngốc. Trời biết, đất biết, tôi biết, đối phương cũng biết, sao mà lại không có ai biết chứ? Tần Minh Nguyệt ngây người ra, không ngờ rằng tên nhóc này vậy mà lại dùng điển tích này phản ứng lại. Nam nhân này thật đúng là một nam nhân chính trực, vậy xem ra không thể để cho anh ta biết bản thân chính là chủ của chiếc xe Bentley kia. Đúng rồi, 20 vạn mà tôi nợ cô, tôi có thể sẽ không thể nhanh chóng có thể trả được ngay, nhưng tôi nhất định sẽ trả cho cô. Anh không nói cho cô ấy biết lý do anh vay tiền, Tần Minh Nguyệt nhìn dáng vẻ của anh lúc này không giống như tên lừa đảo giả vờ thanh cao. Tần Minh Nguyệt đứng lên chuẩn bị trở về phòng, bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi, nếu như anh có thể giúp tôi hoàn thành một chuyện, vậy thì 20 vạn tôi không cần anh trả cũng được. Chuyện gì? Giúp tôi thúc đẩy bàn giao dự án 1 tỷ này vào cuối tháng. Anh phút chốc kinh ngạc rồi. Lúc xem mắt Tần Minh Nguyệt nói cô ấy một năm kiếm 30 tỷ, xem ra là thật rồi. Tần tiểu thư, cô cũng quá là xem trọng tôi rồi đó chứ. Người phụ trách hạng mục của tập đoàn Thiên Cương còn không làm được, tôi chỉ là một bác sĩ phụ khoa thì làm sao có thể làm được. Thật đúng là không có tiền đồ. Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô ấy, trong nội tâm anh cũng cảm thấy tồi tệ. Tôi có thể đi giúp cô thúc đẩy hạng mục, nếu như thành công rồi, cô phải đáp ứng một điều kiện của tôi. Điều kiện gì? Lấy thân phận là vợ của tôi về nhà gặp mẹ tôi và chị gái tôi. Thành giao. Ngày thứ hai hẹn gặp ở quán cà phê, anh đi đến bàn số 8 của quán cà phê. Đối phương bỗng nhiên ngẩng đầu, mẹ kiếp, đối tượng xem mắt số 18 sững người rồi. Thật ngại quá, tôi đến muộn rồi. Oh.